Ok, chào mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Đạt Tác đây. Thì tiếp tục với cái chủ đề là review và mang đến cho mọi người những cái phiên bản hack mới nhất trong cái tựa game Lockfood nha mọi người. Rồi thì ngày hôm nay như cái tiêu đề của video thì ngày hôm nay mình sẽ share đến cho mọi người một cái phiên bản vừa được ra mắt trong cái tựa game Lockfood nha mọi người. Đó, thì như mọi người có thể thấy là hiện tại là mình đang treo cái chế độ Auto Farm Level nè. Đó, mọi người hãy thấy là một lần nó đánh nè. Đây, một lần nó đánh là nó sẽ đánh từ 3 con cho tới 6 con nha mọi người. Rất là ngon và cực kỳ mượt nha mọi người. Và mình rất là thích cái cách mà nó nhận nhiệm vụ trong cái bản hack này luôn. Thì thường thường á, những cái bản hack đợt trước á, thì khi mà mọi người bật cái tính năng Auto Farm Level á, thì nó sẽ tự động đi dịch chuyển tới con NPC nhiệm vụ để nó nhận nhiệm vụ, rồi sau đó nó mới đi đánh, đúng không mọi người? Còn riêng đối với cái bản hack này, đây thì mọi người vừa thấy nè, đối với cái bản hack này á, thì khi mà nó nhận nhiệm vụ á, là nó sẽ đứng tại chỗ nó nhận luôn. Đó, nó sẽ đứng tại chỗ nó nhận nhiệm vụ rồi đứng tại chỗ đánh luôn, nó không có dịch chuyển tới cái con NPC nhiệm vụ nha mọi người. Đó, rất là ngon. Đó, thì nói chung á, cái bản hack mà ngày hôm nay mình mang đến cho mọi người thì chắc chắn là nó sẽ hỗ trợ cho hai nền tảng, rồi là nền tảng trên điện thoại lẫn nền tảng trên máy tính. Thì trên máy tính mấy bạn sẽ sử dụng cái phần mềm Clean KRNL hoặc là Clean Flowsu, còn trên điện thoại thì mấy bạn sẽ sử dụng phần mềm là Clean giọt nước này hoặc là Clean Flowsu ha. Thì trên kênh mình đều có hướng dẫn hết rồi. Đó, rồi thì đây thì bây giờ mình sẽ tiến mình mở cái menu lên ha. Thì cái menu này á, theo thông tin mình được biết á, là nó vừa được ra mắt nha mọi người. Đó, mọi người nghe cái tên lạ không? Sao Wahub. Đó, tên rất là lạ ha và rất là đẹp mắt nha mọi người. Mình rất là thích cái cách mà cái menu này làm ra, nó vừa có thẩm mỹ cao mà và nó vừa rất là đẹp mắt mọi người ạ. Đó, nó có hầu như là full tính năng nha mọi người, full tính năng hack luôn, rất là đẹp. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ nói sơ cho mọi người nghe về những cái tính năng hack ha. Thì đầu tiên là ở trong cái phần main, thì đây là có phần main 1 và main 2. Thì đầu tiên ở trong cái phần main 1 á, là chúng ta sẽ có là trước tiên là những cái chức năng bổ trợ cho farm là win mode này, auto set spam boy này, rồi fast attack này. Đó, fast attack thì hiện tại là mình bật cái fast attack bình thường ha. Mình khuyên mọi người là không nên bật cái super fast attack nha mọi người, tại vì cái super là nó có tỷ lệ kích ha. Đây, ở đây người ta cũng có ghi nè. Đó, rồi white scan là làm cho trắng màn hình để cho mượt đi ha. Đó, tiếp theo là có chế độ là auto farm level này, auto farm mastery này, rồi đấy có luôn chức năng auto farm bot cho mọi người ha. Đây, mọi người kéo xuống thì chúng ta sẽ có auto farm bot. Thì mọi người nhấn vào select bot để mọi người chọn ha. Đây, chọn những con bot, chẳng hạn như mọi người chọn cái con bot mama này, chọn xong rồi thì mọi người tích vào cái auto farm bot thì sẽ tự động đi farm cái con bot mà mọi người đã chọn. Còn auto farm ALL bot thì sẽ tự động đi farm hết tất cả cái con bot trong server mọi người ha. Đó, rồi tiếp theo là về phần main thứ hai. Rồi main 2 là nó sẽ auto đi hô hấp tài nguyên ha, chẳng hạn như là superhuman này, death star, cementer, check class, root human. Đó, thì chẳng hạn như mọi người đi hô hấp superhuman thì mọi người tích vào thì nó sẽ đi hô hấp superhuman cho mọi người, nhưng với điều kiện là mọi người phải có những gì mà superhuman nó cần ha. Đó, rồi tiếp theo là chúng ta vuốt xuống, chúng ta sẽ có luôn cái auto bay haki color nha mọi người. Đây, có luôn auto bay haki color cho mọi người luôn. Rồi auto rainbow haki có hết nha mọi người, hầu như là có rất là nhiều chế độ auto, hầu như là full luôn nha mọi người. Đó, full chế độ auto cho mọi người luôn. Rồi đó, tiếp theo là phần play, phần play với phần style nó sẽ gặp chung ha. Đây thì đầu tiên là chúng ta sẽ có cái phần đây phần play này. Phần play thì trong phần play là chúng ta sẽ, rồi đầu tiên thì trong cái phần play thì chúng ta sẽ có cái phần là star ha. Đây, cái phần tự động đăng chỉ số. Rồi thì để tự động nâng chỉ số thì mọi người sẽ tiến hành, mọi người tích vào những cái mà mọi người muốn nâng ha. Chẳng hạn như ở đây là mình đang có 39 điểm kỹ năng, mình muốn nâng cho cái cận chiến thì bây giờ mình tích vào cái auto melee. Đó, tích vào cái hệ sẽ tự động nâng rồi mọi người thấy không? Đó, rất là mượt. Rồi vuốt xuống tiếp nè. Vuốt xuống tiếp là chúng ta sẽ có cái phần là player chat này, là nó sẽ hiển thị cái thông tin của mọi người trong đây ha. Rồi tiếp theo là phần SP. Rồi SP thì mọi người tích SP lên thì sẽ hiển thị SP player, là sẽ hiển thị thông tin tên này. Đó, tên người chơi trong server. SP chat thì mọi người bật lên sẽ hiển thị thông tin gương ha. Rồi SP food thì sẽ hiển thị thông tin trái, chẳng hạn như gần mình là có cái trái bơm nè. Đó, trái bơm thì cách mình là 2908 triệu ha. Đó, rồi SP food. Rồi tiếp theo là phần combat. Trong phần combat là chúng ta sẽ có cái phần là đánh nhau player ha. Đây, chẳng hạn như mọi người chọn người chơi nè. Đây, hiện tại là có tất cả người chơi trong server mọi người. Thì chẳng hạn như mình chọn các bạn Lucas Game, thì chọn xong rồi thì mọi người muốn xem bạn này đang làm gì thì mọi người nhấn vào Spy Player thì mọi người sẽ biết là bạn này đang làm cái gì ha. Đây, mình sẽ cho mọi người xem. Đó, chẳng hạn như bạn này đang đứng ở dưới này. Đó, đó là phần Spy Player. Rồi Teleport thì sẽ dịch chuyển tới bạn đó, còn Auto Kill Play thì sẽ tự động lại tới bạn đó để đánh ha. Đó, rất là nhiều. Rồi tiếp theo Teleport thì đây mình nghĩ là mọi người đã quá là biết rồi. Thì mọi người chỉ cần click vào cái Select Island rồi mọi người chọn đảo. Chẳng hạn như mọi người chọn cái đảo Snow Island này, chọn xong rồi mọi người nhấn vào tờ quen Teleport thì sẽ tự động dịch chuyển mọi người tới cái đảo mọi người đã chọn ha.
đó, có luôn chức năng bypass được cái thứ nè đó, bypass đảo nào hết nha mọi người, rất là ngon. Rồi tiếp theo là phần ride. Rồi thì trong phần ride này chúng ta có luôn cái phần auto star ride nha mọi người. Đó mọi người hổm giờ kêu mình đó là làm về những cái phần những cái bản hack mà có auto ride, thì đây nha mọi người, đây ngày hôm nay mình mang đến cho mọi người một cái bản hack có auto ride luôn. Đâu rồi auto ride đó, thì auto ride nè có hầu như là có full tính năng ride nha. Đó mọi người tích vào auto ride thì mọi người sẽ chọn trước ha. Đó, chẳng hạn như mọi người chọn xong rồi mọi người tích vào cái auto ride thì sẽ tự động dịch chuyển để nó đi auto ride cho mọi người. Rồi tiếp theo là phần David Food. David Food thì chúng ta sẽ có auto random trái quỷ ha. Đây auto random food thì mọi người tích vào sẽ random trái cho mọi người nè. Nó trái chấn động. Rồi auto store food thì nó sẽ tự động nó bỏ cái trái mọi người vào trong cái kho đồ ha. Rồi tiếp theo là phần food. Rồi thì trong phần rồi tiếp theo là phần shop. Thì trong phần shop này chúng ta sẽ bán những cái vật phẩm này, những cái trái này đó. Chẳng hạn như là những cái vật phẩm, những cái vũ khí đồ ấy thì nó sẽ bán trong đây. Đó. Rồi tiếp theo là phần mít, thì phần mít thì mình nghĩ là nó không có gì nhiều đâu. Đó thì nói chung á là đó là những gì mà trong cái bản hack này mình muốn mang đến cho mọi người. Rồi và bây giờ mình sẽ tiến hành mình test với mọi người với cái bản hack này ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn mọi người cách để mọi người có thể auto farm level được trong cái bản hack này. Thì để auto farm level thì đầu tiên mọi người vào phần main, sau đó mọi người sẽ tiến hành mọi người tích những cái chức năng bổ trợ lên là auto set spam boy, win mode, delete some effect này, rồi first attack. Đó mọi người tích bốn cái đó lên. Tích xong rồi thì mọi người chọn là weapon. Select weapon, chọn vũ khí, thì đây là mình có cái đá đó lửa với là cái ống nước, thì mình sẽ chọn cái đá đó lửa là Blade Led. Chọn xong rồi thì mọi người nhấn là auto farm level thì lập tức là sẽ tự động đi nhận nhiệm vụ rồi tự động đi đánh nha mọi người. Đó. Đây mọi người thấy không? Tự động nhận nhiệm vụ rồi tự động đi đánh nè. Và một lần nó đánh á, là nó sẽ đánh từ 3 con cho tới 6 con nha mọi người. Đó chẳng hạn như mình vừa đánh 5 con trong vòng chưa đầy 5 giây nữa mọi người ạ. Rất là nhanh ha. Thì đối với cái bản hack này á, thì vừa được ra mắt thì mình gửi đến cho mọi người liền luôn. Rồi thì bây giờ mời mọi người cùng đến với phần hướng dẫn nha. Đó nãy giờ mọi người có thấy mình treo nè rất là vip và không có bị kích ha mọi người. Rồi đến phần hướng dẫn nào, let's go. Ok mọi người, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn mọi người cách để mọi người có thể tải và cài đặt được cái clean giọt nước V4.1 mới nhất hiện tại nha mọi người. Thì cái clean giọt nước này mới được bên nhà phát hành fix cái lỗi nha mọi người. Thì như mọi người có thể biết thì sáng giờ thì cái clean giọt nước này không có thể sử dụng được do nó bị một cái tình trạng là lỗi không có thể get được cây này, không có load được cây đăng nhập nè. Đó thì vào trưa ngày hôm nay là coi như là cái clean giọt nước này nó đã được fix rồi, và mình sẽ cập nhật đến cho mọi người là cái clean giọt nước mới nhất luôn. Thì link tải mình sẽ để link dưới phần mô tả nha mọi người. Rồi và bây giờ mời mọi người cùng đến với cái cách tải thế nào. Thì đầu tiên thì mọi người sẽ tiến hành mọi người kéo xuống phần mô tả cái video này để mọi người nhấn vào cái đường link tải ha. Rồi thì đầu tiên thì mọi người sẽ kéo xuống cái phần mô tả của cái video này để mọi người click vào cái link tải cái clean giọt nước V4 ha. Thì sau khi mà mọi người nhấp vào cái link đó xong thì nó sẽ ra một cái giao diện như vậy nha mọi người. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn mọi người cách để mọi người có thể tải được cái clean giọt nước V4 ha. Rồi thì sau khi mà nó ra được cái giao diện như vậy rồi thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người vuốt xuống cho mình. Đó, thì mọi người vuốt xuống thì nó sẽ có một cái chỗ là hướng dẫn cách lấy mã nè. Thì bây giờ mọi người sẽ làm theo từng bước cho mình ha. Thì đầu tiên là mọi người sẽ tiến hành mọi người copy cái từ khóa tìm kiếm này cho mình. Đây mọi người click vào nè, mọi người click vào đây thì nó sẽ tự động nó copy ha mọi người. Thì sau khi copy xong thì mọi người sẽ tiến hành mọi người nhìn vào cái hình nè. Đó mọi người lưu ý cái đường link này cho mình ha, là betin88.co. Thì mọi người cứ làm theo những gì mà nó hướng dẫn thôi. Đó, thì mọi người nhớ cái đường link này rồi sau đó mọi người nhấp vào cái dấu cộng nè. Đây mọi người nhấp vào cái dấu cộng để nó tạo ra cái tab mới ha. Đó mọi người nhấp vào. Thì sau khi nhấp vào thì nó sẽ ra một cái tab mới như vậy. Thì bây giờ mọi người vào nhấn vào cái khung tìm kiếm nè. Rồi mọi người đè vào thì nó sẽ ra cái chữ dán ha. Thì mọi người nhấn vào thì nó sẽ ra cái từ khóa tìm kiếm nè. Thì mọi người nhấn enter cho mình ha. Thì lập tức là nó sẽ tìm kiếm nha mọi người. Thì sau khi tìm kiếm xong thì mọi người sẽ tiến hành mọi người tìm tới cái trang web hồi nãy. Đây mọi người quay về nè. Đó mọi người quay về mọi người coi là cái này nó kêu mình bấm vào trang web nào ha. Đây là betin88.co. Rồi mọi người quay về bên đây thì mọi người tìm cái betin88.co ha. Đây mọi người kéo xuống. Đây betin88.co nè. Đó thì sau khi mọi người tìm được rồi thì mọi người nhấn vào cho mình. Đó nhấn vào xong á thì mọi người sẽ tiến hành mọi người vuốt xuống cuối cùng ha. Mọi người vuốt xuống cuối cùng thì cái phần lấy mã là nó sẽ nằm ở cuối cái trang web nha mọi người. Đây mọi người vuốt xuống thì mọi người sẽ thấy cái chữ là 1S lấy mã nè. Đó bắt buộc là nó sẽ phải là cái chữ 1S đứng đầu nha mọi người. Đó 1S lấy mã thì mọi người nhấn vào thì lập tức là mọi người sẽ đợi trong vòng khoảng 60 giây thì nó sẽ hiện lên cái mã nha mọi người.
Rồi thì sau khi mọi người đợi khoảng chừng 60 giây á, thì đây thì sau khi mở chạy xong thì nó sẽ ra một cái mã như vậy ha. Rồi bây giờ mọi người sẽ tiến hành, mọi người nhấn giữ vào cái mã cho mình thì nó sẽ tiến hành nó tô đậm cái mã nè. Rồi mọi người nhấn sao chép. Sau khi sao chép xong thì mọi người quay trở về cái link trang web hồi nãy ha. Đó, mọi người quay trở về cái chỗ lấy mã nè. Đó, thì sau đó mọi người vuốt lên thì nó sẽ có cái ô nhập mã nè. Thì bây giờ mọi người click vào rồi mọi người đè cho mình ha, thì nó sẽ ra chữ dán, rồi mọi người nhấn vào thì nó sẽ tiến hành nó dán cái mã mọi người vừa sao chép ra ha. Rồi sau đó mọi người click vào cái chữ là nhập mã xác nhận nè. Đó, mọi người click vào xong thì nó sẽ đưa mọi người tới một cái trang web tiếp theo ha. Rồi mọi người tích là tôi không phải là người máy, tích xong mọi người nhấn vào đây để tiếp tục nè. Đó, sau khi nhấn vào đây để tiếp tục xong thì mọi người đợi khoảng chừng 3 giây thì nó sẽ hiện lên cái chữ lấy link nè, thì mọi người nhấn vào lấy link. Rồi thì sau khi mà mọi người đã nhấn vào cái chữ get link xong ấy, thì nó sẽ đưa mọi người tới một cái trang web để mọi người tải cái link về nha mọi người. Đây thì nó sẽ đưa mọi người tới cái trang web tải cái link về, thì cái link có tên là link giọt nước V4.1 fit ha. Thì bây giờ việc còn lại là mọi người chỉ cần nhấn vào để mọi người tải nó về thôi. Rồi thì sau khi mà mọi người đã tải về xong rồi á, thì bước tiếp theo là mọi người, những bạn nào mà đang có cái GoBlock trên máy á, thì mấy bạn xóa đi cho mình ha. Đây mình đang có cái GoBlock cũ trên máy này, mình xóa đi giờ đó, xóa đi nha mọi người. Đó, thì sau khi mà xóa đi xong rồi thì tiếp theo là những bạn nào mà chưa có cái ZA driver này nè, thì mấy bạn vào trong cái cửa hàng CH Play trên máy mọi người tải giúp mình. Thì ở đây là mình đã tải rồi, tải về xong rồi thì mọi người mở lên cho mình ha. Rồi sau khi mở lên xong thì mọi người sẽ tìm tới cái mục download cho mình. Đây mục download này mọi người nhấn vào. Rồi thì sau khi mà mọi người tải cái file hack này về rồi á, thì nó có tên là clean giọt nước V4.1 fit. Đó, thì đây là một cái bản fit lỗi nha mọi người. Thì nếu mà mọi người không có tải bản này á, mọi người dùng cái bản cũ á, thì nó vẫn có thể hoạt động được, nhưng cái tình trạng là nó sẽ bị lâu lâu thì nó sẽ bị lỗi nha mọi người. Thì mình á, thì mình cập nhật tới cho mọi người cái bản nó luôn, thì bản này là nó sẽ fit được hết tất cả các lỗi hiện tại ha. Đó, thì tải xong rồi thì mọi người click vào này, mọi người chọn cài đặt thôi. Đó thì cài đặt như những cái bản hack đầu trước thôi, thì mọi người chọn cài đặt nè. Đó thì nhờ cài đặt như những cái bản cái link đầu trước thôi. Thì cài đặt xong rồi thì mọi người nhấn mở lên cho mình ha. Đó, thì nói chung cái cách cài đặt thì nó cũng tương tự với lại cái bản cũ thôi mọi người ạ. Thì chủ yếu là cái bản này là nó chỉ fix là một số lỗi thôi. Đó, rồi thì sau khi mà hiện ra cái bản như vậy rồi thì bây giờ mọi người sẽ nhấn tiến hành mọi người đăng nhập cái tài khoản mọi người vào cho mình ha. Rồi mọi người, thì hiện tại thì mình cũng đã đăng nhập vào rồi nha mọi người. Đây thì hiện tại là mình đã đăng nhập vào cái app của mình rồi. Thì sau khi đăng nhập xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình vào cái tựa game Blockfood cho mọi người xem ha. Đây, đó, Blockfood nè. Thì mình sẽ tiến hành mình vào xong mình sẽ lấy thử một cái script nào đó để mình vào mình chạy thử xem cái bản hack cho mọi người coi là nó có hoạt động ổn hay không nha mọi người. Rồi thì ở đây mình vào nè, thì bây giờ mình sẽ chọn phe ha, thì mình sẽ chọn phe hải tặc nha mọi người. Rồi sau khi chọn phe rồi thì bây giờ mọi người nhấn vào cái hình giọt nước ở trên cái màn hình nè. Đó, mọi người ấn vào cho mình. Rồi sau khi ấn vào xong rồi thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người nhấn vào cái chữ ZK. Rồi sau đó mọi người đây mọi người nhấn vào chữ ZK thì mọi người sẽ copy được cái đường link ZK nè. Thì sau đó thì mọi người sẽ tiến hành mọi người lên cái trình duyệt trên máy mọi người để mọi người dán cái đường link này vào mọi người ghép cái cây ha. Rồi thì sau khi mà mọi người vào trong cái trình duyệt trên máy mọi người á, thì mọi người sẽ tiến hành mọi người dán cái đường link mọi người vừa copy vào ha. Đó thì mọi người đè này rồi nó sẽ hiện lên chữ dán, thì mọi người nhấn vào thì lập tức là nó sẽ dán cái đường link mà mọi người vừa được copy vào. Rồi mọi người nhấn enter. Đó thì sau khi nhấn enter xong thì nó sẽ đưa tới mọi người một cái trang để mọi người get cây như vậy. Thì tại đây mọi người cứ làm theo từng bước thôi. Rồi nhấn là tôi là con người này. Rồi sau khi nhấn xong thì nó kêu mọi người chọn cái gì thì mọi người chọn cái đó ha. Đó, nó kêu mình chọn những cái bánh này thì mình sẽ chọn ha. Đó thì sau khi mà mọi người nhấn kiểm tra xong, nếu mà tích lên như vậy rồi á, thì mọi người nhấn nhấc cây cho mình thì lập tức là nó sẽ đưa tới mọi người một cái trang web tiếp theo ha. Đó thì ở cái trang web này á, thì mọi người chỉ cần kéo xuống mọi người tìm ngay cái chỗ là free access cho mình thôi. Đây mọi người kéo xuống này, thì mọi người kéo xuống từ từ thì mọi người sẽ thấy có cái phần là free access này. Đó mọi người nhấn vào free access rồi mọi người nhấn vào dấu x, rồi sau đó mọi người đợi trong vòng 4 giây ha. Đó mọi người đợi 4 giây rồi sau đó mọi người sẽ nhấn vào dấu x thêm một lần nữa. Rồi sau đó mọi người sẽ đợi cho mình khoảng 5 giây rồi sau đó mọi người sẽ nhấn vào cái chữ là free access. Đó, nhấn vào free access thì nó sẽ đưa mọi người tới cái trang là checkpoint 2 nha mọi người. Đây checkpoint 2. Đó thì mọi người nhớ làm khoảng 3 tới 4 bước thì nó sẽ ra cái khay ha. Rồi mọi người tích vào tôi là con người tiếp này. Rồi nó kêu mọi người chọn cái gì thì mọi người chọn cái đó. Nó kêu mình chọn con kiến thì mình sẽ chọn con kiến ha. Rồi chọn xong rồi bây giờ nhấn kiểm tra. Rồi nhấn continue checkpoint 3. Đó thì nó sẽ đưa tới cái trang web giống hồi nãy. Thì tại đây mọi người kéo xuống ngay cái chỗ là free access thì mọi người nhấn vào rồi mọi người nhấn dấu x rồi sau đó mọi người đợi ha. Đó, đợi 4 tới 5 giây rồi sau đó mọi người sẽ tiến hành nhấn dấu x lại thêm lần nữa. Rồi mọi người ở trong cái trạng thái này khoảng 5 giây rồi sau đó mọi người nhấn vào cái chữ là free access. Đó, là nó sẽ đưa mọi người tới cái trang web checkpoint 3 nha mọi người. Đây trang web checkpoint 3. Đó mọi người thấy không? Checkpoint 3 nè. Rồi, thì sau khi vào tới trang web checkpoint 3 như vậy rồi thì bây giờ mọi người nhấn vào tiếp tục thôi. Tôi là con người này. Rồi nó kêu chọn cái gì mọi người chọn cái đó. Đó, thì nói chung thì cái clean giọt nước V3 thì nó xài tương tự V2 thôi. Rồi, nhấn get cây này. Đó, nhấn get cây xong đưa lại cái trang web giống y hồi nãy nữa. Kéo xuống tìm những cái chữ free access cho mình. Đâu rồi? Kéo xuống ha. Đây, free access này nhấn vào rồi nhấn dấu x cho mình. Rồi đợi ha, đợi trong vòng khoảng 5 giây.
Đó, đợi xong rồi thì mọi người nhấn vào dấu X, rồi nhấn vào Free Access. Đó, thì sau khi nhấn vào Free Access xong thì mọi người đợi một tí, thì nó sẽ đưa ra mọi người cái trang khay như vậy ha. Đây thì đây là cái bước cuối cùng nha mọi người. Thì tới đây á, là có nghĩa là mọi người đã có cái khay rồi này. Thì bây giờ mọi người sẽ nhấn vào cái hình kế bên cái khay để mọi người copy cái khay ha. Đó, mọi người nhấn vào để mọi người copy cái khay. Rồi copy xong thì bây giờ mọi người vào lại game ha. Rồi thì sau khi mà mọi người đã copy xong cái khay rồi á, thì mọi người sẽ tiến hành mọi người quay lại cái clip nhọt nước như vậy ha. Rồi thì giờ ở đây á, thì mình cũng đã vào lại trong cái block food rồi nè mọi người. Thì sau khi mọi người vào lại xong thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người nhấn vào cái biểu tượng hình giọt nước chính giữa màn hình cho mình ha. Đây mọi người nhấn vào. Rồi sau khi mà nhấn vào xong á, thì chính giữa là nó sẽ có cái dòng là bát cây thơ, thì mọi người sẽ xóa cái dòng nó đi ha. Thì ở đây là mình đã xóa rồi. Sau khi xóa xong rồi thì mọi người sẽ tiến hành mọi người nhấn giữ cho mình, thì nó sẽ hiện lên cái chữ bát này. Thì bây giờ mọi người nhấn vào cái chữ bát cho mình ha. Đó, mọi người nhấn vào cái chữ bát thì nó sẽ tiến hành nó dán cái cây mà mọi người vừa copy ra nha mọi người. Thì sau khi mà nó dán xong rồi thì bây giờ việc còn lại là mọi người chỉ cần nhấn là verify thôi. Đó, mọi người nhấn xong này, đó, mọi người thấy chưa? Thì sau khi nhấn xong á, thì có một vài máy thì nó sẽ bị đơ một tí, thì mọi người cứ để nó đi, thì một tí sau thì nó sẽ tiến hành nó hiện lên cái bảng như vậy. Đó, thì mọi người có thể thấy là hiện tại á, là mình đã cập nhật đến cho mọi người một cái clean V4.1 mới nhất rồi, không có bị lỗi cái tình trạng lost key nữa. Thì mọi người có thể thấy là mình nhập một phát là nó ra luôn cái bảng H nè mọi người thấy không? Đó, thì sau khi mà ra được cái bảng như vậy rồi thì bây giờ mọi người chỉ cần nhập cái script mọi người vào để mọi người trải nghiệm thôi. Đây bây giờ mình sẽ tiến hành mình chọn phe ha. Đó thì hiện tại là mình đã vào game nè. Đó mình có cái bản nhập script luôn. Rồi mọi người thì tới cái bước này rồi á, thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người kéo xuống cái phần mô tả cái video này để mọi người click vào cái đường link script nha mọi người. Thì sau khi mà mọi người đã nhấp vào xong cái đường link script rồi thì mọi người sẽ làm theo những gì mà trong cái đường link đó nó yêu cầu để mọi người có thể có được cái script ha. Thì sau khi mà mọi người đã có được cái script rồi thì mọi người sẽ tiến hành mọi người quay lại cái clip giọt nước cho mình. Thì quay lại xong thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người xóa đi cái dòng welcome to này để mọi người dán cái script mọi người vừa copy vào để mọi người chạy cái bản hát nha mọi người. Thì cái cách mà để xóa đi cái dòng welcome to này á, thì mọi người sẽ tiến hành mọi người nhấn vào cái biểu tượng hình hùng rác cho mình. Đây mọi người nhấn vào biểu tượng hình hùng rác nè. Đó, nhấn vào xong thì cái dòng welcome to nó sẽ được xóa đi. Thì sau khi mà nó đã xóa đi xong thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người click vào cái bảng nè. Đó, mọi người nhấn vào cái bảng là mọi người nhấn đè cho mình ha. Đó, mọi người nhấn đè thì nó sẽ ra cái chữ bát hoặc là cái chữ dán á, thì mọi người click vào cái chữ đó thì nó sẽ tiến hành nó dán cái script mọi người vừa copy ra nha. Rồi thì sau khi mà nó đã dán xong như vậy rồi thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người kiểm tra lại thêm một lần nữa giúp mình xem coi á, là cái script mà mọi người dán ra là bắt buộc là nó phải hoàn toàn bằng tiếng Anh hết nha mọi người. Tại vì có một số cái trình duyệt thì khi mà mọi người copy trên cái trình duyệt á, nó vô tình nó dịch sang tiếng Việt á, mà mọi người không có để ý mọi người copy cái script luôn. Thì khi mà mọi người copy cái script mà có chứa chữ tiếng Việt trên trỏng á, thì chắc chắn là nó sẽ không có chạy được cái bản hát lên nha mọi người. Thì khi mà mọi người đã kiểm tra như vậy rồi thì nếu mà nó hoàn toàn bằng tiếng Anh như vậy rồi thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người nhấn vào cái biểu tượng hình tam giác để mọi người chạy cái bản hát lên ha. Đây mọi người nhấn vào nè. Đó, nhấn vào sau một cái thì mọi người đợi khoảng chừng 10 giây cho tới 20 giây cho mình ha. Đó, đợi khoảng chừng 10 giây tới 20 giây thì nó sẽ xuất hiện cái bản hát nha mọi người. Rồi thì sau khi mà nó đã xuất hiện bản hát rồi thì bây giờ mọi người nhấn vào cái dấu X để mọi người đóng cái bản nhập script lại. Rồi thì nói chung á, cái bản hát này ở đầu video là mình đã test những cái chức năng VIP cho mọi người xem rồi. Thì cái bản hát này là mới vừa được ra mắt luôn nha mọi người. Đó, mới vừa được ra mắt luôn và nó có hầu như là rất là nhiều chức năng hay nha mọi người. Đó, và bản hát này nó có tên là Zawe Hub. Đó, nghe tên khá là mới nha mọi người. Rồi và bây giờ thì mình sẽ test lại thêm một lần nữa cho mọi người xem cái chức năng auto farm level trong cái bản hát này cho ha. Rồi thì nói chung á, là bản hát này nó có rất là nhiều chức năng thì mọi người có thể cài về để sử dụng thử ha. Rồi thì để auto farm level được trong cái bản hát này thì đầu tiên chúng ta sẽ ở cái phần main đầu tiên nè. Đó thì nó có hai phần là main 1, main 2 thì mọi người ở cái phần main đầu tiên cho mình, main 1 á. Rồi sau đó mọi người kéo xuống thì mọi người sẽ bật những cái chức năng là auto set farm boy, print mode, delete some evit nè với lại cái phát attack. Thì nói chung á, là mặc định là nó đã bật hết cho mọi người rồi, còn những bạn nào mà mặc định nó chưa có bật á thì mọi người bật lên. Thì sau khi bật xong rồi mọi người kéo xuống, mọi người chọn ngay cái chữ là select weapon nè. Đó, select weapon là chọn vũ khí ha. Thì ở đây mình có cái đá ra lửa với lại cái ống nước thì mình sẽ chọn cái đá ra lửa. Chọn xong rồi thì mọi người sẽ tiến hành mọi người tích vào auto farm level thôi. Đó, tích vào một cái thôi thì nó sẽ tự động nhận nhiệm vụ nè, rồi tự động đi farm luôn nha mọi người. Đó. Rất là mượt nha mọi người. Đây mọi người thấy là một lần nó farm là nó farm từ 3 con cho tới 6 con nha. Đây hiện tại là nó mới đánh 5 con rồi mọi người thấy không. Thì đánh xong hết rồi thì nó sẽ tiến hành nó đứng ở một chỗ để nó đợi quái ra nha mọi người. Đây thì bản hát này có thể bật tắt được ha. Đó rất là ngon.
Rồi mọi người thấy không? Thì khi mà quái ra thì nó sẽ gom lại để nó đánh nè. Đó, nó gom lại một lần nó đánh nha mọi người, rất là ngon. Thì cái bản hát này được một cái là nó sẽ đứng tại chỗ nó nhận nhiệm vụ cho mọi người luôn, chứ nó không có loại cái con NPC để nó nhận nhiệm vụ ha. Đó mọi người thấy không? Rất là ngon. Thì đó là những gì mà trong cái video này mình muốn mang đến cho mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay và bổ ích, đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe ủng hộ cho kênh mình nha mọi người. Ok, và cảm ơn tất cả mọi người vì đã đón xem video này. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye.